Không sinh con nữa đâu, không thể đèo bòng được nữa, một đời là quá khổ rồi. Tại sao lại phải đi làm gù lưng để nuôi thêm mấy miệng ăn, thật là tàn nhẫn. Trời ơi, Zenda không biết là mình vừa đọc được cái gì nữa luôn. Thậm chí rất nhiều người, rất nhiều bạn nữ đồng tình với cái ý kiến này. Thì mình không hiểu là tại sao giới trẻ hiện nay lại có thể suy nghĩ tiêu cực được như vậy. Các bạn đang chứng tỏ một điều, các bạn là những con người thực sự kém cỏi. Tại sao các bạn không cố gắng làm việc, không cố gắng chăm chỉ? Đời bố mẹ mình đã khổ rồi, thì đến đời mình muốn vượt qua cái vòng luẩn quẩn đấy thì chỉ có một cách là mình phải cố gắng. Zenda cũng là một người sinh ra trong một gia đình nghèo, thậm chí là bố mẹ mình bây giờ không ở với nhau nữa. Nhưng mình chưa bao giờ mình nghĩ mình là gánh nặng của bố mẹ, và thậm chí đến ngày hôm nay thì bố mẹ mình luôn luôn tự hào, luôn luôn hãnh diện là mình là con gái của bố mẹ mình. Đấy, đi đâu mọi người cũng rất là hãnh diện. Thì việc của mọi người là gì? Mọi người đừng nghĩ là mọi người không sinh con để con mình không phải khổ như mình, mà mọi người phải cố gắng làm việc đi, chăm chỉ lên, thì cuộc đời của mình nó mới tươi lên được, nó mới sáng lên được. Và khi cuộc đời của mình sáng lên thì chắc chắn là con mình cũng rất là sáng. Ok nha, đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, mình rất là sợ.